Dạ Khánh Hoàng à, xin mến chào quý cô bác anh chị đang xem trên kênh YouTube Khánh Hoàng à. Khánh Hoàng cũng chúc quý cô bác anh chị nhiều sức khỏe. Hôm nay Khánh Hoàng có quay lại hoàn cảnh của chị Vy của chúng chị. Và phía trong là chị Vy cũng đang chơi với hai bé con. Khánh Hoàng hỏi thăm cái và chị có vui khi mà con về không có chúng chị. Chào chị Vy. Dạ. Dạ. Xin chào hai con nha. Chơi đúc kế với con chị. Dạ. Hôm nay là vui chơi trò chơi với con hả chị? Dạ, đang chơi con. Hôm qua hai cháu về có dẫn đi đâu chơi không? Dạ có, đã đi chung đã trong chùa vòng vòng. Dạ, đi vô chùa hả chị? Bé gái này cũng vẫn còn ngại nè. Mắc cỡ. Hôm qua nay chị Ngọc khuyên chị rồi sao rồi? Khuyên chị kêu chị đừng bỏ Phi nữa, đừng quen Phi nữa mà chị nói chị không bỏ mới được. Dạ. Nó tại vì anh Phi cũng là làm chồng chị không bỏ. Dạ. Chị muốn khuyên Phi, em Phi bỏ ngủ đi hoài lại với chị. Vậy gì? Tại vì cái tình cảm của chị với anh Phi rất là sâu nặng phải không? Bỏ thì chị bỏ không được. Thì mình giận thôi, nếu mình bỏ mà được đâu. Dạ. Em kêu chị nói kêu Phi chị bộ chị em nói Phi khuyên chị Phi đừng uống rượu nữa về lại với chị. Dạ. Thì cô chú xem mấy tháng nay cũng rất là buồn khi mà anh Phi anh cứ hứa hẹn hoài. Không có lập được cái lời hứa của mình. Cô chú rất là buồn. Tuy thương chị nhưng mà rất là buồn khi mà anh Phi không có thay đổi. Chị buồn anh Phi lắm á. Tại vì mình làm giờ mình khuyên cỡ nào và anh Phi không nghe. Dạ. Khuyên nhớ anh Phi cỡ nào mà chị quốc nhận chấp nhận nữa thì mình anh Phi không nghe. Anh Phi không biết thương chị nữa. Thương anh Phi mà thương anh Phi không biết thương chị buồn lắm. Dạ. Cho anh Phi ở đây mà chị không cho không có được. Ngày hôm qua thì chị Ngọc cũng đã chia sẻ với chị rất là nhiều rồi. Và phiền chị rất là nhiều. Thì chị cũng dán Phi cũng hơi buồn đó chị. Chị Ngọc chỉ có nói là khi mà chị á không có nghe lời chị á, chị sẽ rước mấy bé đi và đóng cửa lại. Không có cho chị ở nhà này nữa, chị tính làm sao? Thì chị nghe lời chị Ngọc, chị nói chị sống hai mẹ con. Dạ. Rồi anh Phi bỏ rượu thì cho anh Phi ở đây. Không, nếu anh Phi không bỏ rượu thì sao? Không, ông Phi không bỏ rượu, không cho anh Phi vô đây. Không ở với chị. Là chị cắt đứt với anh Phi luôn ha? Không phải cắt đứt mà đặng cho anh Phi ẩn thời gian. À. Không cho vô nhà, đại thăm thì được. Chứ không cho ngủ tối, ngủ gì, không cho. Lâu lâu lại thăm này ha? Khi anh Phi nhớ chị lại thăm được. Dạ. Gần ngủ khi tối này nọ đó là không được. Thì anh Phi cần ngủ. Có nghĩa là chị sẽ không bao giờ bỏ anh Phi được, đúng không? Mình không có chồng vợ mà còn tình nghĩa thôi. Mình không gặp gỡ cũng còn tình nghĩa. Dạ. Tới bây giờ đáng lo nhất là anh Phi anh cứ hứa không mà anh không có làm được. Sao bây giờ tìm cách nào mà chị gán chị phiên đi chứ? Anh Phi không nghe mình, cho anh Phi đã thời gian thì anh Phi phải thay đổi là anh Phi tự bỏ. Bây giờ ví dụ như chị Ngọc chứ không cho chị ở đây nữa rồi chị ở đâu? Chị đi nhà trọ ở với anh Phi hay sao? Chị nói chị ở anh Phi chấp nhận anh Phi bỏ rượu thì chị đi chợ chở với anh Phi. Mẹ nói rồi thì đóng cửa lại. Dạ. Rất là tiếc luôn á, khi mà chị mà đi khỏi nhà là rất là tiếc khi mà Mạnh Quân ta đã hỗ trợ rất là nhiều về nhà cửa vật chất ở trong nhà. Chị nói chị ấy sống hai mẹ con chị, còn anh Phi thì cho đẳng thời gian mà. Bây giờ phải nói với anh Phi đi, nói một lần một. Bây giờ anh bỏ rượu á thì anh ở giờ với em, còn không thôi thì anh ở đẳng đi, đừng có lại đây nữa, rồi lâu lâu hay lại thăm. Chứ bây giờ mình tới lui hoài mà ở đây là ai cũng thấy buồn chứ. Anh Phi ướt uống lại đi. Đó. Chừng nào cho anh Phi khỏe mạnh. Dạ. Chứ mà cho Phi ở với chị được.
Phi bây giờ phải đi làm cái việc gì thôi, chứ mà anh cứ không vậy là anh sẽ nhậu hoài. Thì khi ảnh đi mua phế liệu này nọ thì cũng mạnh khỏe rồi. Thì ở nhà hoài là anh bị nhậu hoài luôn á. Chuyện của Phi, nếu anh Phi thương chị, anh Phi bố cụ lại đi. Thì hai chồng đi mua phế liệu. Chuyện của gì anh Phi, sáng nay anh Phi không có lợi. Sáng nay không có lợi ha. Nó bố cụ lại đi, đặng cho anh Phi mạnh khỏe vậy đó, đi lên lên xuống cho khỏe mạnh nó, tại vì anh Phi bệnh rồi, đang bệnh trung bình đó. Ở nhà hoàng khi nó yếu này nọ nó, cho anh Phi ráng đi mua cái liệu gần cho mạnh khỏe. Nói chuyện của Phiên nó, chị làm vợ chị có Phiên chồng mà chồng không nghe. Chị nhận chị thương Phi thiệt mà anh Phi không thương chị đó, chị nói thiệt luôn. Phi thương chị là chị anh Phi nghe rồi. Rồi mấy bé bé chừng nào nó đi về đi đi học chị? Từng nữa ha. Lúc mà gặp lúc mà mới gặp anh Phi không có uống thứ gì đâu, uống cái gì xị xị à, mới gặp đó. Bây giờ tới đây là anh Phi tới nhà, tới đây qua đây ở là anh Phi uống tới giờ luôn. Uống quá nhiều luôn, uống tới giờ luôn. Anh Đặng uống ai cũng uống nữa. Lúc mà mới gặp anh Phi uống ít lắm. Cái đó có khi nào do chị chiều anh Phi quá không? Nhiều khi có xị xị không, tại anh Phi sao anh Phi quen rồi, không bỏ không được á. Uống rượu bỏ không được, chị nói thẳng luôn á. Quen rồi, cái tật là đi mua uống rượu rồi đó, là bỏ không có được. Bây giờ nói thiệt nha, như chị á, chị nghĩ anh Phi sẽ bỏ rượu được không? Chấp nhận chị không nói chị, anh Phi bớt rượu mới được à, chứ bỏ không có được. Bỏ không được ha. Uống uống ít lại thì được, lại. Còn bỏ không có được đâu. Tại vì chúng mình Phi là nghiện rượu rồi. Anh Phi mà bỏ rượu là anh Phi bệnh nữa. Dạ. Chị nói đúng không? Chị nói thiệt mà trong lòng chị biết hết á. Chị sống mấy năm nay chị biết hết à. Sống anh Phi năm nay là 4 năm nay, 3 năm nay chị biết hết á. Anh Phi mà bỏ rượu là anh Phi yếu nữa. Tại vì trong mình anh Phi quen rồi. Dạ. Bỏ rượu không được đâu. Chị Huy có thể chia sẻ là sao mà chị Huy lại thương anh Phi rất là nhiều luôn á. Anh Phi ở đây nè, anh Phi lo lắng cho chị nè. Người khi anh Phi mua phế liệu lo cho chị đó. Khi cho tiền chị kiểu cũng vui rồi. Còn em chị đi mua phế liệu đi lượm, còn anh Phi đi mua phế liệu cho tiền chị này nọ. Chị anh Phi cũng tốt bụng, nó anh Phi hiền, mấy chị thương. Cái đó cũng như là một cái tình cảm, cái tình cảm rất là đậm sâu. Lúc mà mới quen nhau đó là anh Phi cho tiền, khi cho tiền này nọ chị cũng mừng rồi. Nó có người chồng gì đó như ghệ phải không, như ghệ mình anh Phi lo cho chị cũng mừng rồi, nó cũng có bỏ mà được. Lúc mà hai chị với anh Phi mua phế liệu đó là anh Phi chở chị đi mua mỗi ngày luôn. Khi được 400 anh Phi đưa cho chị hết vậy đó. Là anh Phi, khi anh Phi mua thuốc này nọ là chị cho có 10.000, 20.000 à. Nó chị chứ anh Phi tới giờ đó. Mình thấy anh Phi từ nghiệp anh Phi, lúc mà anh Phi ở đây lo lắng cho chị. Khi mà anh Phi đi, anh Thảo đi biển đó là tận Phi, anh Phi lo cho chị tới giờ luôn á. Ai một ngày ai nói mình chia lễ mình chị không bỏ thì mình thương. Không ai chia rẽ chị với anh Phi hết, họ chỉ không, ví dụ, giúp chị thôi. Ví dụ chị người ta nói mẹ anh Phi chia rẽ chị rồi chị giúp bạn thương mẹ anh Phi. Ví dụ á, bà ví dụ bà có hai cha mẹ anh Phi chia rẽ chị chứ nhận chị thương anh Phi. Chị vẫn thương anh Phi. Ai làm gì làm chị vẫn thương ha. Còn đây tụi em lại ghi hình đó là không muốn chia rẽ chị, muốn cho anh Phi thay đổi cái cuộc sống thôi. Mẹ Phi nè, ví dụ chị em anh Phi chia rẽ chị lúc nhận là chị không bao giờ chia. Không có trách móc gì mấy người kia ha. Ví dụ em anh Phi kêu chị kêu Phi chia rẽ chị phải không? Là chị không nói không chia rẽ là chị lúc nhận chị chờ anh Phi. Chờ anh Phi luôn. Chờ anh Phi cái nào cho anh Phi uống hết bỏ rượu. Dạ. Bỏ rượu lại. Chị Vi thì cũng biết là anh Phi sẽ không bao giờ bỏ rượu được cô chú anh chị.
Chị Vy cũng mong là anh Phi bớt uống rượu để lo cái cuộc sống cho gia đình thôi. Mà anh Phi nó không có nghe, chị buồn. Tại vì chị muốn cho anh Phi ở với chị, mà chị anh Phi nó nghe, cho anh Phi đẳng thời gian. Dạ. Sau cái video này, mong cô chú anh chị cũng quan hệ với chị Vy. Thì rất là đậm sâu với anh Phi, không có thôi được với chú anh chị. Tuy là nếu mà anh Phi không bỏ rượu được á, thì chị không có cho vô nhà, đúng không? Ừ, cứ ở đẳng đi, chứ không có cho vô nhà. Khi mà nào muốn lại thăm á, thì lại thăm thôi. Bước uống lại rượu lại lại thăm. Dạ. Chứ giờ chị Vy dứt phát là không bao giờ thôi nên Phi được, đúng không? Còn mấy đứa bé con của chị á, bây giờ mình sẽ cho đi học trên bài giáo tiếp ha, chứ mình dạ, mà cho tuần lễ đi học rồi. Dạ. Thế mà như mà có khả năng mà nuôi mấy bé, chị có nuôi được không? Không. Không có khả năng. Không khả năng. Tại vì mà lụm ve chai ngày chị có mấy chục ngàn, trăm ngàn. Chị không có khả năng nuôi. Điện nước thì cũng hết rồi. Thì mình chị sống hơn chị mà sao mà lo được. Dạ. Không có khả năng. Dạ. Hay là mình gửi trên đó nuôi cho bé nó ăn học đi, cho nó sau này có nghề ổn định hơn. Này nữa thì nó lớn nó tự lo bản thân, đứa lên như khôi vậy đó. Dạ. Thôi thì từ từ mấy anh Hồng Cao nó cũng giúp bé học nghề thôi. Tại vì đang vô cái tem bên kia quay cho bé nó cho biết ăn, hơn. Cho ăn học biết chữ đầy đủ người ta. Dạ. Cho nó học giỏi. Thì rước về đây khi nó quên chữ, quên này nọ, thuộc tội nghiệp nhỏ. Dạ. Hôm qua nay về á, thì chị Ngọc chỉ phiên chị rất nhiều luôn. Chị suy nghĩ như thế nào rồi? Có buồn không? Có buồn chị Ngọc chị không? Chị Ngọc nói giận hờn chọc phiên cho em thôi. Mà em cũng nghe chị Ngọc mà. Đúng rồi. Chị Ngọc yêu đã... em thôi. Yeah. Chị Ngọc không có bỏ em. Như bỏ anh Phi. Yeah. Là chị Ngọc phiên anh Phi với em. Chị Ngọc rất là thương chị. Rồi chị Ngọc nói chấp nhận cho anh em quen Phi rồi, chị không có cấm cản được đó, chị Ngọc nói gì đó. Chấp nhận cho chị Ngọc cho quen. Dạ. Chị Ngọc nói cho quen mà không có cấm cản em được. Nhưng mà khi anh Phi uống bất uống ngủ lợi. Dạ. Nói chị Ngọc có nói. Bữa nay làm món gì cho mấy bé ăn rồi chị? Dạ, món hôm qua chị Ngọc nấu á. Món hôm qua là anh Nương anh làm gà đấy ha. Gà củ gót á. Dạ. Hầm cho bé ăn. Chị Ngọc hầm á. Dạ. Cho bé ăn nè. Còn anh Hương á thì chỉ là một người anh nuôi thôi. Anh nuôi. Tại cô bác chị thì mấy anh em như có nhiều cái video mà quay anh Hương thì nói chuyện rất là vui với chị Vy á, đó là mình tụi em muốn làm cho anh Phi anh thay đổi thôi, chứ không phải là gắn kết chị với anh Hương lại với nhau đó. Thì ha. Có anh Hương thì đỡ, chừng nữa anh Phi cũng thay đổi rồi. Anh Hương là chỉ là người anh để anh đến giúp đỡ này kia thôi. Thấy em mình buồn gì đó. Dạ. Đỡ cho em vui. Như ngày hôm qua thì anh cũng qua làm thịt gà đầu tiếp, phụ này kia, dọn dẹp nhà cửa, lúc mà trời hôm qua trời mưa anh cũng qua dọn dẹp đó. Đó. Anh Phi, để vì anh thương nhận em nuôi rồi sao bỏ được. Dạ. Quá trời mối tình đậm sâu rồi, không thể nào mà bỏ được. Anh thương lúc mà chị còn trẻ hơn chọc kẹo chị hoài đó, chị cũng thương, không có duyên nợ. Dạ. À, lúc trẻ mà thương, chỉ anh nhau thương thôi. Chọc chị hoài mà chị không có thương. Như bạn bè vậy đó. Bây giờ thì là anh nuôi rồi. Thì anh thương giúp được gì chứ, giúp về đứa được thì giúp. Dạ. Em nuôi. À, mấy bé hôm qua giờ có lợi nhà anh Thảo chơi không chị? Chưa ha. Hôm qua anh làm là anh lại nhớ con quá. Anh mừng quá trời, anh mừng luôn. Mẹ mừng con lại thăm nè. Dạ. Thăm anh Thảo nè.
Thì một năm một năm bé không lại gặp không gặp cha nè. Em nghe nói 2-3 năm gì rồi, anh à, không gặp cái bé. Năm không gặp cha, gặp mẹ gì đó. Dạ. Mới nhớ. À, Thảo nói gặp không gặp con, nhớ con Thảo này nọ. Dạ. Rước về đây mới Thảo mừng thấy gặp con. Bé thì bé này nó cũng thấy người lạ nhưng nó không có quen á. Thì có mẹ nó bên cạnh nó vui. Rồi tối ngủ rồi có kể chuyện gì cho con nghe không? Không, tệ ngủ á, mẹ kêu ngủ đi. Nó sáng mẹ dẫn đi ăn bún gì đó. Nó cũng nghe lời mẹ, nó ngủ tới sáng luôn. Nó đừng có quậy nghe mẹ, mẹ rất thương, con nhìn mẹ nhớ con á, nó có gì nói gì. Rồi hai bé có mến anh hai không chị? Hai Khôi á. Dạ. Cũng mến ha. Kêu bà anh hai không à. Dạ. Ừ, Khôi không à. Đó, thôi bây giờ chị lo cho mấy bé đi ha. Khánh Hoàng cũng chào quý cô bác anh chị luôn ạ. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.